nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham quan triển lãm quốc phòng về tên lửa đạn đạo hôm 26 tháng 7, trong bối cảnh hai bên cam kết tăng cường quan hệ. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Shoigu đã trao cho ông Kim bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kim cảm ơn ông Putin vì đã cử phái đoàn quân sự do ông Shoigu dẫn đầu đến Triều Tiên, đồng thời cho rằng cuộc gặp đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ, chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga. KCNA cho biết ông Kim đã dẫn ông Shoigu tham quan một cuộc triển lãm quốc phòng được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng, trưng bày các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới được phát triển. Ông Kim và ông Shoigu cũng thảo luận về các vấn đề quan tâm chung trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cũng như về môi trường an ninh khu vực và quốc tế. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim và các vị khách đang tham quan một phòng triển lãm lớn, trưng bày một số tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nằm trên các bệ phóng vận chuyển đa trục. Hình ảnh khác cho thấy dường như là một máy bay không người lái mới. KCNA đưa tin ông Shoigu khen ngợi quân đội Triều Tiên là hùng mạnh nhất trên thế giới trong một bữa tiệc ở Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hai phái đoàn Nga và Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 trong ngày 27 tháng 7 tại Bình Nhưỡng. Phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lý Hồng Trung dẫn đầu. Trước sự kiện, ông Lý Hồng Trung cũng trao cho ông Kim thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo KCNA, ông Kim cho biết Trung Quốc và Triều Tiên sẽ luôn cố gắng tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết. Phái đoàn Nga và Trung Quốc là những vị khách nước ngoài đầu tiên đến Bình Nhưỡng kể từ khi Triều Tiên phong tỏa phòng dịch từ năm 2020. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đưa tin có dấu hiệu rõ ràng về sự chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lúc nửa đêm tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.